Ngày 1 tháng 10, 13 hộ dân có đất ở huyện Khoái Châu đã ký kết để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công tuyến nối đường tỉnh 379 với quốc lộ 39 và đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đường tỉnh 379 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt có chiều dài toàn tuyến hơn 4 km, điểm đầu tại đường tỉnh 379 và giao với đường tỉnh 381 thuộc địa phận xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ. Điểm cuối giao với quốc lộ 39 thuộc địa phận thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu và tiếp đối với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Tuyến đường đã hoàn thành được 90% nhưng do vướng mắc cần giải tỏa 13 hộ dân tại nút giao thuộc thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động để các hộ dân có đất, nhà ở trên đất hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của tuyến đường. Qua đó, các hộ dân đã thống nhất đồng tình cao và sớm chấp thuận giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình. Gia đình nhà chúng tôi là có 3 suất, bố tôi 2 suất và tôi 1 suất. Tất cả là đều đồng tình ủng hộ nhà nước để sớm làm con đường. Sau khi bàn giao, đơn vị thi công sẽ đẩy nhanh tiến độ để công trình sớm hoàn thành và đưa vào khai thác.